Ồ, các bạn thân mến, hôm nay là ngày lễ, mình có mặt tại đền Hùng, thành phố Cần Thơ. Bạn thấy rất là quy mô luôn. Ở đây là ở trong rồi, tại nãy mình đi vô đó mình không nghĩ là quay, do đó giờ vô tới trong này là hơi muộn chút xíu. Nhưng mà mình muốn giới thiệu cái cảnh quan cho các bạn xem nha. Đây là người khách thập phương đến để thắp nén hương tỏ lòng biết ơn vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải có công giữ nước. Các bạn thấy rất là đông. Hôm nay là ngày 1 tháng 5. Đây các bạn, để hồi nữa mình sẽ quay ở ngoài nha các bạn. Cảnh quan rất là đẹp. Ở phía trước đó, đền Hùng, để mình quay cho các bạn xem, cá rất là nhiều. Những cái hình ảnh được khắc họa trong cái trống đồng Đông Sơn nè các bạn. Ôi ôi các bạn xem nha. Đền Hùng tại thành phố Cần Thơ. Đây là một cái bên của đền Hùng mà cũng nuôi cá giống như bên kia. Đẹp, xinh đẹp. Ồ, đây là xuyên tai này các bạn. Số một là xuyên tai trong đền Hùng. Số 4 đây là khuyên tai luôn nè. Ở phụ nữ ngày xưa là đeo những cái khuyên tai như thế này. Số 2, số 3, số 6. Số 3 là hạt chuỗi. Số 3 là hạt chuỗi mà vàng. Số 4 là khuyên tai. Số 4 là khuyên tai là bên này. Số 5 là vòng. Mình có quay vòng cho các bạn đây. Số 5 là vòng ở nhà các bạn. Đó, vòng đó. Rồi số 6 là vòng luôn nè. Số 6 vòng. Số 7 là vòng. Số 7 là vòng đây. Số 8 là vòng. Cái khu này là trưng bày những cái hiện vật của cái thời xưa ở cái đền Hùng tại Cần Thơ. Quý vị lắm quay được.
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không bằng là tổ quốc ta. Nước ta lúc ấy gọi là văn lang.